Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay mình sẽ có một ít đồ để thanh lý cho anh em nhá. Một ít đồ thanh lý và sẽ có một mức giá khá là tốt cho anh em. Một vài bộ dàn mini như mọi ngày thôi. Và anh em lưu ý một chút là số điện thoại của mình vẫn đang góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Số điện thoại của anh em Sơn ở ngay bên cạnh là 0933332183. Anh em nhá, anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào ở bên Audio 89 có thể liên hệ với mình hoặc Sơn để biết thêm chi tiết sản phẩm. Rồi, bắt đầu vào sản phẩm đầu tiên của ngày hôm nay thì Sơn Ngọc Anh cái. Thì xin thưa với anh em, đây sẽ là một con đài anh em nhé. Con này thì sẽ đến từ thương hiệu là Modern Moa FRC1 anh em ạ. Hàng này thì là hàng bán cho thị trường Nhật anh em nhé. Và tất nhiên những cái con đời mới thế này mà bán cho thị trường Nhật nó đều made in China tất anh em ạ. Con này cũng vậy, nó cũng được sản xuất tại Trung Quốc tất anh em nhé. Đấy, đen xì cầm khá là chắc chắn, chạy hai băng tần AM và FM. Được chưa anh em? Đấy. Con này nó sẽ có bao gồm cả hộp anh em nhé. Về thì nguyên hộp như thế này. Đấy, chữ Nhật này anh em nhìn này, trang chịt luôn, đúng không? Hàng này thì mình cũng mua đấu giá trên trang của trang Yahoo của Nhật anh em nhé. Đây, Moren này, Moa FRC1 này, AM sẽ phun giải, FM cũng phun giải đủ 108 này. Các cái thông số sử dụng hai cục pin đại này anh em nhé. Sử dụng một con loa đường kính là 65mm, tức là 6cm rưỡi đấy. Đấy. Và có chân cắm 3.5 này. Cái gì đây? Kích thước sẽ là 15,5cm x 9,5cm x 4,5cm. Anh em nhớ, trọng lượng của nó sẽ là 236g. Được chưa anh em? Đấy. Cái thông số in ở đây. Và nó sẽ đi kèm một quyển sách hướng dẫn sử dụng anh em nhớ. Rồi. Một tờ hướng dẫn sử dụng thôi, không gọi là quyển sách được. Một tờ hướng dẫn sử dụng. In khá là nét. Chữ Nhật toàn bộ anh em nhớ. Tiếp đến đây thì sẽ là con đài của anh em mình, đúng không? Và bên trong này, con này sẽ sử dụng hai cục pin đại như anh em thấy đây, hai cục pin khá là to anh em nhá. Và mình chỉ có một cặp duy nhất để mình test máy thôi. Anh em nào mà mua đài về thì nhớ mua pin anh em nhá, thì có thể ra các cái đại lý mà tạp hóa nó cũng bán anh em ạ. Đấy, con này thì loa 6,5cm, trang bị hai băng tần anh em nhá. Đây là anten của nó, dài nhất, kéo dài nhất nó có thể rơi vào khoảng tầm 50cm anh em nhá, 50cm. Đây là chân cắm 3.5 cho tai phone. Đấy, khi anh em mình nghe đài mà nghe đêm không làm ảnh hưởng người khác, không sợ bị vợ mắng thì anh em có thể cắm tai phone vào anh em nhá. Tiếp đến là giò đài này. Đây, gạt giò đài. Đấy, đẩy lên đẩy xuống này, volume kiêm nút nguồn. Và đây là hai băng tần chuyển AM FM anh em nhá. Đấy, khá là đơn giản thôi. Đây là dây đeo sẵn rồi. Và giá hiện tại trong một con thì mình vẫn để cho anh em là 430 ngàn anh em nhá, rẻ như đài tàu thôi. Về chơi anh em. Đấy. Bây giờ mình sẽ play thử này. Con này bắt cá nét anh em nhá. Của gia đình, ví dụ như phụ nữ cũng cả cày đạp xe nước trồng bắt hoa trồng luôn. Khoai chính trị gia người Đức Ursula von der Leyen tiếp tục được đề cử vào vị trí chủ tịch ủy ban châu Âu. Cựu thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa sẽ trở thành chủ tịch hội đồng châu Âu, trong khi thủ tướng đương nhiệm. Ok chưa anh em, 430.000 cho một con đài mới cứng này. Nhiều anh em cứ thích chê những cái bọn đài cũ đài bãi thì đây là lựa chọn rất ok cho anh em, hàng cho thị trường Nhật 430.000 anh em nhá. Anh em nào mà chuyển khoản đủ 450 là bao ship. Ôi trời nhá. Đấy. Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là hai chai nước hoa, và xin thưa với anh em hai chai nước hoa đợt này thì nó về nó thiếu nắp anh em ạ. Một trong số những con đợt này rất là hiếm khi về thiếu nắp, mà con hai con này về thiếu nắp. Đầu tiên là chai Versace anh em nhá, dòng Eros. Nó là một trong số những dòng cao cấp nhất của nước hoa Versace. Con này còn cao cấp hơn cả dòng Paul Home anh em nhá. Đấy, chai này thì nó là dòng tester đây, anh em sẽ nhìn thấy này, một series in chữ tester này. Đấy, anh em thấy không? Và chữ tester này. Đấy. Tester anh em nhá. Đây. Em thấy không? Đấy, tester đấy. Thì những cái mã tester này đều là những cái mã mà ở store người ta sử dụng để cho khách gọi là vào mua để thử anh em nhá. Thế là chai này 100% sẽ là hàng xịn cho anh em. Dung tích con này sẽ là 100ml và made in Italy, hàng chuẩn của Ý luôn anh em nhá. Made in Italy đây. Và tem bên dưới cũng vậy anh em nhá. Đây. Made in Italy với cho anh em, dung tích 100ml. Đấy. Và chai này thì gần như bên kia chưa sử dụng luôn, còn khoảng tầm 99% về mất nắp anh em nhá. Mất nắp, chất hương con này thì cực kỳ thơm. Với cái nốt hương đầu tiên của nó sẽ là ngọt mát anh em nhá, vừa ngọt vừa mát, nhưng mà nó thiên về vị mát nhiều hơn. Riêng về những cái mùi của thằng Versace này thì ở cái nốt hương giữa và cuối nó là điểm nhấn anh em ạ. Đấy, nốt hương cuối của nó siêu thơm luôn anh em nhá. Và chai này hiện tại bình thường có nắp 1.4 triệu, chai này mất nắp vẫn nguyên như vậy thôi, mình để cho anh em 1.200.000 anh em nhá. 1.200.000 cho chai Versace này, ok cho anh em. Với những anh em không cần nắp thì đây là một lựa chọn rất ok cho anh em, rẻ được 200.000 anh em ạ. Đấy. Tiếp đến đây thì sẽ là một chai giò anh em nhá.
dòng giò trắng này thì quá là quen thuộc với anh em rồi, đúng không? Riêng giò trắng thì siêu thơm luôn anh em nhá. Giò trắng anh em nào đã chơi giò thì sẽ biết là một trong số những cái mùi hương xuất hiện khoảng tầm 30 năm rồi anh em nhá, hơn 30 năm trên thị trường rồi. Đấy, những cái mùi hương của giò thì được đánh giá cực kỳ cao và dễ sử dụng anh em ạ. Mùi của nó thì cũng gọi là một cái nốt hương ngọt mát, nó xen kẽ nhau anh em nhá. Và tiếp đến cái nốt hương giữa của con này thì sẽ có một cái vị gọi là bạc hà nhấn mạnh anh em nhá. Bạc hà nhấn mạnh. Và tiếp đến thì sẽ là những cái mùi hương của những cái loại quả ngọt ở cái nốt hương cuối cùng, nó sẽ làm cho anh em mình cảm giác rất là relax anh em nhá, rất là relax. Đối với anh em, dòng này nó sẽ là dòng tester anh em nhìn này, tester, và nó sẽ là 100% là xịn. Dung tích con này sẽ là 100ml và sẽ chuẩn made in France, hàng chuẩn của Pháp luôn anh em nhá. Và như dòng Po Home này thì em biết là dòng nước Hoa Nam gọi là khá là kinh điển rồi. Các cái phần hàng xịn anh em nhìn này, các cái phần chữ nó in cực kỳ sắc nét anh em nhá. Đến cả nút. Đấy, nút này. Và xịt, vòi xịt sẽ là vòi xịt tạo xương anh em nhá. Xương sẽ cực kỳ mịn cho anh em, với cho anh em. Và giá con này hiện tại bao nhiêu? Giá con này hiện tại cả nắp sẽ là 1.400.000, nhưng mà con này về không nắp mình để cho anh em cũng chỉ 1.200.000 thôi anh em nhá. Ok chưa? Đấy. Rồi. Tiếp đến đây, anh em sẽ nhìn thấy đây là cái con ống nhỏ anh em nhá. Đến từ một thương hiệu ống nhỏ khá là nổi tiếng của thằng Nhật, đó chính là con ống nhỏ Kenco anh em nhá. Con này thì xin thưa với anh em, nó còn rất là đẹp, còn khoảng tầm 99% luôn anh em nhá. Hàng này thì mình mua đấu giá về anh em ạ. Cầm vào anh em sẽ cảm giác được con ống nhòm nó xịn ngay anh em nhá. Ống nhòm xịn ngay. Tiêu cự của con này thì nó sẽ là bao nhiêu? Đây. Tiêu cự 7-15x35 anh em nhá. Con này nhòm xa được khoảng tầm 1 cây số cho anh em. Ôi chưa anh em, nhòm xa 1 cây số, tất cả cái phần nó cầm này, anh em nhìn này, rất là đầm tay và xịn anh em nhé, cực kỳ xịn luôn. Có chỉnh mắt cận ở bên mắt bên này này. Đấy, tiêu cự một mắt này này. À đây, chỉnh cận bên này anh em nhé. Đây này, con này bên chỉnh cận này, cộng trừ này. Anh em sẽ quay này chỉnh nhá. Đấy, sử dụng cho cả mắt cận, mắt không cận thì để vạch không. Viễn, cận các thứ dùng được hết anh em nhé. Và con này là khi anh em nhòm một ống này, anh em để sử dụng con này để nhòm một ống anh em nhé. Nhòm một ống kiểu nhòm kiểu này này. Đấy, cầm bên này nhòm tiêu cự nhòm xa hơn, nó sẽ nhòm xa hơn bình thường khi anh em mình sử dụng hai mắt. Đấy. Đây. Và trong của nó anh em nhé, trong của nó thì anh em nhìn đây, toàn bộ được phủ xanh hết, chống lóa tất anh em nhé. Nên là anh em mình giả sử mà đi du lịch ấy, cầm đi mà nhòm gọi là chói sáng ấy, thoải mái luôn anh em nhé. Chói sáng thoải mái luôn. Anh em nhìn này, không có một bất kỳ một vết mốc rễ nào ở trên con ống nhòm này anh em nhé. Ok chưa, cực kỳ xịn luôn. Và giá con này hiện tại mình để cho anh em bao nhiêu anh em nhé, còn đầy đủ đậy nắp này. Giá con này hiện tại bây giờ mình để cho anh em là 1.500.000 anh em nhé. Một củ 5. Đấy, một củ rưỡi. Và con ống nhòm này trên thị trường nó đang bán rơi vào khoảng tầm 5 củ anh em ạ. Khoảng tầm 5 củ. Bao da anh em nhé. Bao da cỏ. Và da khá là đẹp. Quay cho anh em. Đấy. Đây. Xịn. Có 1.500.000 thôi anh em ạ. Con này thì quá rẻ rồi anh em nhé. Ngày trước những cái dòng này về thì nó phải tầm trên 2 củ. Bây giờ về giá tốt rồi. Có 1.500.000 thôi. Quay chưa? Đấy. Tiếp đến đây thì sẽ là mấy bộ dây loa. Xin thưa với anh em, hôm nay mình sẽ có 4 cặp dây loa để mình lên với anh em. Đầu tiên là một cặp VIP nhất anh em nhìn thấy này. Cặp này hàng khủng luôn anh em nhé, dây nó cực kỳ to. Mỗi vế là 1m7, 1,7m. Đấy. 1,7m một vế, và anh em mình sẽ có một cặp loa siêu VIP luôn. Các cái phần dây đồng bên Nhật nó tết hết vào rồi. Rất là xịn anh em nhé. Đây là anh em nhìn này. Đấy. Cái độ trơn và nhuyễn và dây đồng cực kỳ to. Khi mà anh em nghe những cái dòng loa dây loa thường ấy thì anh em mình sẽ cảm thấy cái âm bát nó tối. Ví dụ như âm bát tối thì anh em mình sẽ biết là cái phần dây nó pha nhôm rất là nhiều anh em nhé. Không phải dây đồng nguyên chất. Tại vì khi đồng nguyên chất nó vào, chất âm bát nó nảy lên rất là nét. Và anh em mình nghe cái giải mid nó rất là dày. Và với những cặp dây loa như thế này thì nó gọi là bổ trợ cực kỳ tốt cho những cái dòng mà anh em mình chơi bát nhiều anh em nhé. Và cặp này hiện tại bây giờ thì mình đang để cho anh em cặp này là 550.000 anh em nhé. 550.000 cho một cặp dây VIP này, mỗi vế dài 1m7 với cho anh em. Đấy. Tiếp đến đây thì sẽ là cũng là một cặp dây loa anh em nhá. Cũng là chuẩn của Nhật luôn, mỗi vế 1m5 anh em ạ. Đấy. Mỗi vế 1m5 và cặp này mình để cho anh em là 300.000 anh em nhá. Phần dây đây. Dây cực kỳ tuyển. Với những cặp này thì anh em mình khi kẹp vào những bộ loa thường anh em ở nhà sẽ cảm thấy sự khác biệt ngay anh em nhá. Cặp này là 300.000 này, mỗi vế 1m5. Cặp này là 550.000 này. Và đây là một cặp nữa. Cặp này thì xin thưa với anh em, cái màu dây của nó thì hơi bị xỉn rồi anh em nhé. Cái màu dây thì nó hơi xấu tại vì nó để bẩn này. Đấy. Thế nhưng mà cặp này mình sẽ thanh lý cho anh em. Cặp này mình thanh lý cho anh em chỉ có 280.000 thôi. Mỗi vế là 1m8 anh em nhé. Mỗi vế 1m8, nghe chưa? 1m8 một vế, 280.000 cho cặp dây này. Anh em nào cần dài mà cần xịn thì đây,
nó chỉ mỗi hình thức nó hơi xấu thôi anh em nhá. Bên trong thì đồng cực kỳ nhuyễn, thấy chưa? Và cặp cuối cùng này này, là với những anh em chơi thiên lời thì rất thích cặp này. Tại vì cặp này nó là một trong số những cặp dây mạ bạc anh em nhá. Mạ bạc hiếm có của hãng. Đấy. Anh em sẽ nhìn này. Hàng chuẩn của bãi luôn. Và con này thì mỗi vế sơn chưa đo hay sao nhỉ? Sơn đỏ anh một vế này bao nhiêu? Đấy. Dây mạ bạc anh em nhá. Với những anh em chơi thiên lời, dây mạ bạc nó lên phần lời rất sáng tiếng cho anh em. Đấy. Và sơn nó sẽ đo cặp này cho anh em xem được dài bao nhiêu anh em nhá. Cặp này 1,5 m anh em nhá. Cặp này dài 1,5 m luôn. Với chơi anh em. Đấy, 1,5 m một vế. Và hiện tại cặp mạ bạc này mình đang để cho anh em giá là 450.000 anh em nhá. Với những cặp loa mạ bạc nó khá là đắt, tại vì nó phục vụ cho những anh em, ít anh em nào chơi về âm thanh mà chuyên về lời thôi. Đấy, cặp này có thể anh em mình về kẹp những cái bộ màng gỗ này sẽ thấy cái phần lời nó lên nét hơn hẳn luôn anh em nhá. Ok chưa? Đấy, 450.000 cho cặp mạ bạc. Rồi. Tiếp đến đây anh em sẽ nhìn thấy mấy cái kính anh em nhá. Mấy kính này thì đều là của phụ nữ và trẻ em thôi, không phải của anh em mình sử dụng. Và mấy con này mình sẽ cho anh em giá cực kỳ thanh lý luôn. Đây, ví dụ như con gọng này anh em nhá, trẻ em, gọng này gọng trẻ em của phụ nữ này. Đấy, mắt khá là nhỏ gọn anh em nhá. Và con này nó không có mắt kính đâu anh em nhá, không có mắt kính, về anh em chỉ việc lắp mắt vào thôi. Gọng này thì bên Nhật nó vẫn bán hơn một củ đấy anh em. Đây, như anh em mình xem cái bản lề của nó thì biết. Cái bản lề của nó này, những cái hàng Nhật bản lề nó cực kỳ nét anh em nhìn này. Đấy. Hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng thôi anh em nhé. Hàng mới chưa qua sử dụng. Nhưng mà mình mua được cả lô về. Nhưng mà đợt này nó còn mấy cái mình thanh lý lốt thôi. Đấy. Con này nó hoa văn các kiểu này. Đấy. Hiện tại con này mình xin phép thanh lý cho anh em là 150.000 anh em nhé. 150.000 cho cái mắt kính này. Đấy. Trong kính này. Tiếp đến con này. Con này cũng 150.000 luôn anh em ạ. Đấy. Mắt nữ màu nâu. Đằng sau nó sẽ là điểm hồng anh em nhé. Đấy. Anh em nhìn thấy không? Toàn là kính mới hết anh em nhé. Con này thì về anh em mình có thể thay mắt cận viễn vào. Đấy. Sử dụng. Nữ hoặc trẻ em dùng rất là đẹp. Mắt này lại thế, con này thì không có tròng anh em nhé. Rồi, con này không tròng, chưa lắp kính này. Con kia lắp kính tròng rồi. Tất cả mình đồng giá 150.000 hết anh em nhé. 150.000 một chiếc. Anh em nào mua cho con cái sử dụng thì những cái kính này nó rất là bền anh em ạ, tại vì bản lề nó rất là xịn anh em nhé. Bản lề nó không như bản lề của mấy con kính tàu ở Việt Nam đâu. 5-700 kính ở Việt Nam không thể nào bằng con này được anh em nhé. Con này VIP luôn anh em ạ. Giá hiện tại 150.000. Rồi, giá vừa bán vừa cho anh em nhé. Ok chưa? Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là cái túi da này. Hàng về nguyên này, sơn bóc cho anh đi. Con túi này thì con túi da thật anh em nhé. Dòng size nhỏ. Hôm trước đã giới thiệu với anh em một chiếc rồi, hôm nay nó lại về lẻ một chiếc nữa anh em ạ. Đấy. Xin thưa với anh em, con này thì 100% da thật đây. Như cái miếng da anh em thấy cắt ra, nó sẽ làm con đỉa được anh em nhé. Anh em mình hoàn toàn có thể đeo đây. Ví dụ thằng em sơn, nó đeo vào thắt hông lưng này được anh em nhé. Đấy. Giả sử anh em mình có con đỉa, anh em sẽ luồn qua đây là sẽ đeo được ở phần hông, ok chưa? Đấy, da con này nó sẽ là da bò thật màu nâu rất là đẹp anh em nhé, màu nâu cực kỳ đẹp. Rồi, nó có hãng luôn, con này Derbani anh em nhé, con này còn dòng Derbani. Đấy, con này đã xuất ra store nó bán rồi đấy, chứ không phải gọi là nó ở trong ấy đâu, mà hàng đợt này về khá là hay. Rồi, dây này anh em nhé, này, không một sợi chỉ thừa trên những cái mã này, tại vì nó là hàng của thị trường Nhật, đây sơn gầm của anh đây. Thẻ tang da này, thẻ da này. Nó sẽ có bao nhiêu ngăn? 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn. Đây, dây đeo này. Dây đeo toàn bộ dây rủ bóng hết anh em nhé. Rất là xịn. Và dòng này là dòng túi nhỏ, dòng túi thời trang anh em nhé. Anh em thể sử dụng để điện thoại, pin sạc các kiểu, ví vụ một thứ trong này để đi chơi được. Đấy, các miếng da rất là liền lạc với nhau. Khuôn túi cực kỳ đẹp. Với chưa? Và con này hiện tại mình để cho anh em là 599.000 anh em nhé. Dòng túi ngang và kích thước con này, sơn đỏ anh đây. Con này nhỏ anh em nhé. Con này nhỏ, túi thời trang. Ngang nó 19 phân anh em nhé. Và chiều cao nó khoảng tầm 16 phân. Đấy, 16 phân anh em nhé. Đấy, đẹp. Sơn đeo lên túi này, lên form cho anh cả. 599.000 anh em nhé. Những cái mẫu về da của bên mình thì da cực kỳ xịn, anh em hoàn toàn yên tâm là riêng về da không phải nghĩ anh em ạ. Bảo hành 5 năm về da cho anh em. Và cam kết 100% đồ da nhà mình bán ra toàn bộ đồ da xịn. Trước khi mình bán dàn mình đã có thâm niên khoảng tầm 5 năm bán đồ da rồi anh em. Thế nên là những cái đồ bên Nhật nó phải báo da xịn thì mình mới lấy, chứ còn những cái đồ mà nó báo về da giả, giả da thỉnh thoảng nó gửi nhầm một mẫu đấy, mình có lên thanh lý cho anh em thì mình báo luôn giả da thì anh em biết đấy, đúng không? Đây, form túi nhỏ rất đẹp luôn anh em nhé, và màu nâu xịn, anh em nhìn phần dây đeo của nó này, dây đeo cực kỳ nét luôn, xịn dã man luôn. Đấy, 599.000 anh em nhé, đeo đi du lịch hoặc đi uống cà phê với những cái mẫu túi này thì anh em cực kỳ ok. Rồi, tiếp đến đây thì sẽ là cái hai cái thắt lưng anh em ạ. Và cái thắt lưng này là hàng đấu giá anh em nhé, hàng đấu giá mình mua ở bên
bên store của bên Amazon của Mỹ về. Và xin thưa với anh em mình thấy con này là 199 đô anh em nhé, 199 đô vào khoảng tầm gần 5 củ tiền Việt rồi, đúng không? Với những con như thế này thì không phải nghĩ anh em ạ. Đây, con này thì mặt của nó sẽ là mặt vàng bóng anh em nhé. Đây, đằng trước này anh em nhìn này, đây nó là một cái lớp carbon rất là đẹp, sờ cực kỳ sướng luôn. Và cái dòng này nó sẽ là dòng của Valentino Creation anh em nhé, hàng hãng đấy chứ không phải là hàng thường đâu. Đấy, tất cả các mặt của nó anh em nhìn nó mạ vàng cực kỳ lì luôn, nó lì lắm anh em ạ. Đấy, các cái lớp nó làm rất là đẹp anh em nhé. Đấy, đầu tiên là cái mặt. Đấy, mình quay cái mặt cho anh em trước và tiếp đến phần dây. Anh em sẽ nhìn thấy con dây con này thì khá độc lạ. Con này nó sẽ là dây da bò dập vân cá sấu anh em ạ, dập vân cá sấu chứ không phải dây da cá sấu anh em nhé. Đây là da bò dập vân cá sấu, đây mình sẽ tháo cho anh em xem. Đấy, đây phần da của nó cực kỳ đẹp luôn anh em ạ, da rất đẹp anh em nhé. Đây, dập Valentino Creation anh em nhé. Đấy, tiếp đến là kích thước này, size 50x125 này. Đấy, bên trong này nó sẽ cũng là một lớp da và nó là vân sần anh em nhé, vân này, vân kiểu mắt cáo này, chỗ này đây, đây về da đây, da nhá, Valentino Creation ở giữa cái dây luôn. Đấy, dây này thì gần như vừa tất cả các loại bụng to nhất cũng vừa luôn anh em nhá. Mà giá hiện tại cho một con dây giả da cá sấu này mình đang để cho anh em là 1.250.000 anh em nhá, 1.250.000 cho mẫu này, được chưa anh em? Và có một cái mẫu mới nữa đây, hôm nay về được hai cái mẫu mới rất là hay, tại vì con này thì mình cũng giới thiệu với anh em. Đây, con này mặt vàng đúng không? Mặt vàng nhưng mà nó là vàng sần chứ nó không vàng bóng như kia anh em nhá. Nên là anh em nào mà gọi là tính gọi là sống nội tâm thì sẽ thích cái màu vàng này hơn. Đấy, mặt nó bóng lừ luôn anh em nhá, mặt cực kỳ bóng và đẹp, cái độ đen của nó rất là sâu luôn anh em nhá. Gần như đây không phải một miếng nhựa mà đây là một miếng đá anh em ạ, được dán ở trên cái thân, cái thân này, cái thân mặt trước này. Đấy, trượt này, những cái dòng này thì đẳng cấp rồi anh em ạ, không phải bàn đâu, tại vì hãng nó đang bán đến 5 củ thì làm sao mà phải nghĩ về chất lượng được, đúng không? Không bao giờ phải nghĩ về chất lượng của những mẫu như này anh em ạ. Anh em mình đeo vào mới gọi là độ chân kính của anh em mình nó chỉ có lên thôi anh em nhé. Đây, 199 đô với cho anh em. Đấy, Valentino Creation này, hàng hãng xịn và cam kết 100% hàng xịn, mình mua ở trên Amazon của Mỹ về anh em nhé. Đấy, phần dây da này anh em nhìn đẳng cấp không? Đấy, dây nó dập vân anh em nhé, da bò dập vân và da bò thật luôn phía mặt sau này, ok chưa? Để mình rút thẳng cái này ra cho anh em. Đây, Valentino này, khắc chìm luôn. Tiếp đến là phần trượt này, cầm dây đã biết nó xịn rồi anh em ạ, 50x125 này. Đấy, Valentino này, nói chung là dây này không phải bàn. Và cái này thì hiện tại bây giờ mình để cho anh em giá chỉ có 1.200.000 thôi anh em nhá. Con này sẽ rẻ hơn con dập vân cá sấu kia. Con dập vân cá sấu 1.250.000 thì con này nó sẽ là 1.200.000. Ok, đây là hết cái đồ linh tinh của ngày hôm nay anh em nhá. Và tiếp đến đây sẽ là mấy bộ dàn và mình sẽ giới thiệu với anh em từ đằng kia lại đi. Đây sẽ là một con dàn cao cấp đến từ Panasonic anh em nhá. Cỏ nhưng mà rất là ngon, tại vì đây là một trong số những cái mã gọi là đẹp, hình thức đã đẹp rồi anh em ạ. Con này chính là con Panasonic PM730SD anh em nhá, vườn sao băng anh em thấy không? Đấy, ngắm sao lại rơi thì chính là trên cái mã ấy luôn. Đấy, và xin đưa với anh em, con này thì thiết kế đẹp đúng không, từ loa đến cục đều đẹp anh em nhá. Chức năng con này thì cũng khá là nhiều chức năng và mình sẽ giới thiệu chi tiết bây giờ. Mặt bên trên là gương này, bên dưới này cũng một tấm gương được che này, bên trong này sẽ là khay 5 đĩa anh em nhá, 5 đĩa CD. Chức năng này sẽ bao gồm đầu tiên sẽ là cassette bên trên, em nhìn thấy cassette này đúng không? Tiếp đến là chơi MD anh em nhé, chơi MD. Đấy, tiếp đến là chơi thẻ nhớ SD, với cho anh em thẻ nhớ SD được cắm thẳng ở mặt trước luôn. 5 khay đĩa CD anh em nhé, đây 5 khay đĩa CD, chép nhạc từ CD sang SD bằng một nút nhấn anh em nhé, ok chưa? Đấy, 5 khay đĩa CD phía dưới này. Và đĩa CD này thì anh em mình xin thưa là nó sẽ có một cái hay ở chỗ là khi anh em mình mà có nhiều đĩa CD nhét vào thì cứ lúc nào anh em mình cứ để sẵn ở máy thôi, nghe cái nào thì anh em bấm chọn cái đấy anh em nhá, bấm chọn cái đấy play ở đây, thấy chưa? Rồi, con này nó có một cái nút check disc rất là hay anh em nhá, check disc nó sẽ đùn tất ra ngoài đây, anh em xem này, anh em thấy không? Đấy, đẳng cấp luôn. Để anh em mình kiểm tra xem là bên trong những cái khay nào nó có đĩa hay là không có đĩa, để sau khi anh em mình bấm vào, thấy chưa? Đấy, đẹp đúng không? Riêng con Pana nó thiết kế hệ cơ của những cái dòng này thì mình đánh giá là khá là ok, tại vì nó mang tính, vừa mang tính thẩm mỹ mà vừa rất là tiện với những anh em nào hay nghe đĩa CD đúng không? Cặp loa con này thì đây anh em nhá, cặp loa khá là ngon đúng không? Sử dụng con bát đường kính là 11 cm, gân cao su zin, màng carbon anh em nhá, núm cũng carbon luôn. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm màng nhựa rất là to, mặt trước khoảng tầm 4 cm cho anh em,
và toàn bộ cọc bay căng mặt trước đều là kim loại tất anh em nhé, đều là kim loại tất nên không bao giờ lo bị gãy cọc như những cái dòng loa khác. Đấy, thùng vách thì sẽ đẹp. Đấy, con này sẽ sử dụng loa hai cầu anh em nhé, loa hai cầu bát và chép riêng biệt nên là khi anh em mình nghe sẽ cảm giác mà con này nó như có súp bát anh em nhé, nghe như có súp bát luôn, khá là hay. Đấy, phía sau đây, tổng thể phía sau, công suất con loa thì sẽ là 30W một chiếc, trở kháng là 5 ohm anh em nhé, một cặp nó sẽ là 60W và sẽ chơi tốt ở những phòng diện tích 30m2 trở về. Thủ thôi phía sau này. Đấy, thủ thôi phía sau. Cục dàn đây, công suất của cục dàn thì sẽ là 62W điện nguyên bản 100V anh em nhé. Hỗ trợ kẹp loa như anh em nhìn thấy, loa hai cầu mỗi bên loa nó sẽ bao gồm hai sợi dây anh em nhé, một cái là cho cầu chép riêng biệt này và một cái cho cầu súp bát này, ok chưa anh em? Đấy, và bên loa này mỗi loa nó sẽ đảm nhiệm ăn vào dàn theo một hàng luôn anh em nhé, ăn vào dàn theo một hàng, hàng trên và hàng dưới. Đấy, anh em lưu ý một chút kẹp cho chuẩn nhá, nó sẽ có màu dây rồi, đi theo cái màu kẹp này này, anh em kẹp đúng màu là được. Tiếp đến là kết nối thiết bị bên ngoài của đường AUX và kẹp anten gọi là FM và AM anh em nhé. FM con này sẽ chỉ đến 90 thôi, Panasonic chỉ đến 90 thôi, còn AM sẽ phun giải cho anh em, ok chưa? Và con này nó vẫn ngồi chứng chỉ tem eco tiết kiệm điện này, ok chưa? Đấy, và giá của bộ này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em là 1.600.000 anh em nhé, 1.600.000 cho Panasonic PM730SD mã số 03 anh em nhá. Và lấy thử nhạc cho anh em nghe chất âm này này. Rồi, CD này. Nghe yếu súp luôn. Đấy anh em thấy. Tác dụng loa hai cầu nghe rất đồng. Mãi qua cơn mê xa cuộc đời bồng bềnh, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thân dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh đênh. Ok chưa anh em? Một mã dàn khá là ngon đến từ Panasonic với cái giá bây giờ chỉ có 1.600.000 thôi anh em nhá. Cực kỳ đẹp anh em ạ, rất đẹp. Đấy. Và bỏ qua cái mã số 02, anh em mình đến với mã số 01, nó cứ nhảy cóc như thế là mới hay, đúng không? Cái mã số 01 này thì nó sẽ là một cái bộ dàn VIP của thằng Denon. Con này chính là con Denon MX770DV anh em nhá. Một trong số những hàng cực kỳ hiếm trên thị trường như anh em nhìn thấy. Denon rất ít khi nó sản xuất loa 3 đường tiếng anh em nhé. Và đây là một trong số những mã loa 3 đường tiếng của thằng Denon, thì anh em biết là mã này VIP rồi đúng không? MX770DV. Chi tiết về bộ dàn này sẽ như sau. Đầu tiên là con này hàng đấu giá nên là hình thức của nó cũng khá là ok anh em nhé. Đây, toàn bộ mặt nhôm hết anh em nhé. Toàn bộ mặt nhôm tất. Màn hình gương, khay đĩa cũng gương luôn với chơi anh em. Đấy. Chức năng sẽ bao gồm đầu tiên là chơi đĩa MD anh em nhá, đọc ghi MD cực kỳ ngon và riêng MD của Denon thì nó siêu bền luôn. Anh em nào chơi MD sẽ biết MD Denon rất bền anh em nhá. Tiếp đến là chơi DVD, chơi CD, chơi VCD, tất cả các loại đĩa con này đều đọc tuốt hết với cho anh em. Tích hợp trong con này còn là công nghệ ProScan là quét đa phân luồng trên mặt đĩa. Và thực sự cái chức năng quét đa phân luồng trên mặt đĩa là công nghệ này ấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái phần CD này nó đọc tiếng ra rất là mượt anh em nhá. Rất là mượt tiếng và sẽ tương đương với những con CD đắt tiền khoảng 5-7-10 triệu là chuyện bình thường với công nghệ này anh em nhá. Vậy chưa? Kết nối điện thoại máy tính TV ở trên mã này thoải mái đầy đủ hết. Giải mã chuẩn 24 bit qua cổng tín hiệu optical in anh em nhá, cổng tín hiệu quang in ấy, thì con này có chuẩn giải mã 24 bit luôn và có thể giải mã 5.1 và giải mã gọi là 2.0 để phục vụ anh em nghe nhạc luôn anh em nhá. Tức là nghe nhạc thì sẽ xít te, còn không nghe nhạc thì anh em mình sẽ sử dụng cái chế độ giải mã kia anh em nhá. Và cực kỳ nhiều cái chế độ ở trên con này anh em có thể tùy chọn được anh em nhá. Đấy. Và cái dòng này thì xin thưa với anh em, FM nó sẽ đủ 108, anh em sẽ dò full đài Việt Nam, AM thì tất nhiên là full giải rồi. Kết nối điện thoại máy tính TV thoải mái, công nghệ tích hợp này. Dolby Digital này, Pro Logic 2 này, chơi CD này, DTS này anh em nhá, DTS Surround. Và tiếp đến nó sẽ là cái cổng PC interface.
chính là một cái cổng USB để kết nối máy tính sẽ nhận làm sao cạc rời anh em nhé, sẽ tương đương với những cái con sao cạc rời khá là đắt tiền nếu anh em mình chơi nhạc từ máy tính vào. Và nếu mà chơi nhạc máy tính thì đừng nên mua cái sao cạc mà cắm cổng PCI trên máy tính em ạ, mua những cái con già này về nó đẳng cấp luôn anh em nhé, nó đẳng cấp luôn, cắm vào từ Win 7 trở lên tự nhận luôn, và khi anh em chơi nhạc lốt nét nó ra thì chất âm độ chi tiết rất là cao anh em nhé. Cục già này thì nặng phải ngót nghét gần chục cân anh em nhé, rất là nặng luôn, không bê một tay được, nặng dã man luôn anh em, không bê cục già một tay được, phải khiêng hai tay, nặng như một âm ly dân dụng anh em nhìn. Tổng thể bộ dàn hàng đấu giá này rất là đẹp anh em nhé. Tiếp đến cặp loa, thì cặp loa này thì nó sẽ bao gồm này, một con loa bát đường kính là 12 cm, gân cao su zin bát lòng vàng anh em nhé. Và với những con lòng vàng của tất cả các hãng, không phải riêng Dlong lòng vàng, Sony lòng vàng, Pioneer lòng vàng, đều là những mã cao cấp. Đây là các hãng dường như nó mặc định với nhau về cái cấu hình lòng vàng rồi anh em nhé. Và những con lòng vàng này cho ra chất bát rất là đầm tiếng và siêu hay luôn anh em ạ. Bên trên này thì sẽ là một con trung đôm anh em nhé, rất là dày tiếng này, và một con chép đôm ở bên trên cùng. Loa ba đường tiếng, ba giải rất là đậm chất của thằng Dlong anh em nhé. Và con này nó sẽ có thụt hơi này, anh em nhìn như cái túi thần kỳ của thằng Doraemon ở ngay mặt trước luôn anh em nhé. Và bên trong này nó không phải là hơi bạt thẳng ở đây đâu, mà nó sẽ có một cái lỗ anh em nhé, lỗ thụt và thùng trên này này khác nhau nhé. Thụt một cái lỗ thụt ở đây, thụt xuống đây, chia làm hai bên, ra đằng trước này là một và ra cả đằng sau luôn, thấy chưa? Đấy, con bát này nó hay thế, nó đánh như kiểu là súp úp xuống anh em, rất là hay anh em nhé. Đấy, và chất bát này đánh cực kỳ đầm tiếng, ê càng cũng đẹp luôn anh em nhé. Hàng này là hàng gọi là đấu giá về nên là khói chung là khá là đẹp. Phía sau đây, công suất của loa thì sẽ là 50W một chiếc, trở kháng là 6 ohm một cặp, sẽ là 100W và toàn bộ là cọc bắp chuối hết anh em nhé. Với những cặp loa này thì chơi tốt ở những phòng diện tích 40m2 luôn cho anh em, chất âm thì bao hay cho anh em luôn. Cục dàn thì công suất sẽ là 70W, điện nguyên bản 100V anh em nhé. Hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm, 3 đường xuất video A, anh em sẽ nhìn thấy 3 đường. Optical in và out phục vụ giải mã 24bit và giải mã đúng theo chuẩn PCM luôn anh em nhé. Kẹp anten AM/FM phục vụ nghe đài, các đường kết nối line in line đầy đủ, và con này sẽ có xanh đỏ tím vàng để phục vụ anh em config cái bộ dàn này thành bộ dàn 5.1 được anh em nhé, để phục vụ nhu cầu xem phim giải trí khác chứ không phải riêng mỗi nhu cầu nghe nhạc, ok chưa anh em. Tiếp đến là cổng USB mặt sau mình vừa nhắc anh em này. Đấy, cổng này sẽ là kết nối máy tính nhận làm sao cạc rời anh em nhé, một cái cổng rất là giá trị với những anh em chơi máy tính. Con này sẽ có cái chứng chỉ hình ảnh của Kodak này, anh em nhìn này, Kodak Picture CD này, xin anh em mình nghe nhạc. Mà với đĩa DVD ấy, thì nó sẽ có một cái hình ảnh rất là sắc nét anh em nhé. Đấy. Và giá bộ này hiện tại bây giờ mình để cho anh em giá bao nhiêu? Với cái mã Dlong MX7700DV này mình đang để cho anh em giá là 4.800.000 anh em nhé. Cho cái mã dàn VIP này, về chơi anh em, 4.800.000, bảo hành trọn vẹn 1 năm cho anh em cả về mắt anh em nhé, ok chưa? Riêng bảo hành về mắt đĩa thì chỉ có mình bảo hành thôi, chả có nào bảo hành được anh em nhé. Mấy ông mà gọi là không biết, sợ lắm, riêng sợ mắt đĩa lắm, động vào mắt mà nó mà lỗi rồi thì có mà ốm luôn anh em ạ, không bảo hành được đâu. Căn bản là mình kỹ thuật mình biết thì mình mới dám bảo hành cho anh em thôi. Bảo hành trọn vẹn 1 năm cho anh em được một sản phẩm, nó là cả một cái gọi là trách nhiệm khá là lớn anh em nhé. Như anh em mua dàn thì biết, bình thường anh em chỉ bảo hành bao test 1 tháng thôi, ít anh em bảo hành 1 năm như mình nhé. Bảo hành 1 năm nó kéo theo nhiều vấn đề đó, không kỹ thuật không bảo hành được. Mà dễ mấy ai vui, em nhìn theo
chia phôi. Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Ok chưa anh em? Giá hiện tại chỉ có 4.800.000 cho mã dàn VIP này anh em nhá. Đấy. Và một cái mã cuối cùng ngày hôm nay chính là con Panasonic PM57 anh em nhá. Nó là một trong số những con mà gọi là đạt được khá nhiều thành công của hãng anh em ạ. Riêng Panasonic với những cái mã như này đạt được cực kỳ nhiều thành công. Chức năng của nó cực kỳ nhiều anh em nhá. Full chức năng luôn. Với cái giải Equa nhảy ngay mặt trước anh em nhìn thấy đây, đúng không? Con này thì sẽ toàn bộ mặt gương hết anh em ạ, toàn bộ mặt gương tất từ đầu đến đít. Anh em nhá. Đấy, chức năng sẽ bao gồm như sau. Màn hình đẹp, màn hình con này rất đẹp luôn. Chức năng sẽ bao gồm cassette bên trên này anh em nhá. Cassette này. Đấy, ok chưa? MD này anh em nhá, chơi CD anh em nhá. CD 5 đĩa và anh em mình 5 đĩa hoạt động cực kỳ ngon luôn. Đấy, với cái đèn H ở đây. Ok chưa anh em? Đèn quay laser anh em nhá. Đấy. Kết nối điện thoại máy tính TV thoải mái luôn. Có giải mã chuẩn 24 bit. Ngoài ra kết nối máy tính nhận làm sao cạc rời. Con này full chức năng anh em ạ. Không thiếu bất kỳ chức năng gì. Đúng, ok chơi. Đấy. Nói chung nó là một trong số những cái mã mà mình đánh giá là nó gần như đầy đủ tất cho anh em một complete bộ một complete để anh em mình sử dụng ở nhà anh em nhé. Không thiếu chức năng gì ở trên mã này và chất âm nó đánh ra cực kỳ hay với cặp loa vẫn là cặp loa hai cầu anh em nhé, cặp loa cầu của hãng. Bát và chép riêng biệt. Con này nó sẽ được trang bị một con loa bát đường kính là 11 cm anh em ạ. Gân cao su zin màng carbon. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm, dòng đôm cực kỳ to. Với cái viền này nó sẽ là 4 cm anh em nhé. Đường kính 4 cm. Nó đánh sẽ khá là hay chi tiết ở trên những mã dàn như thế này. Đấy. Đi kèm con này thì nó sẽ bao gồm cặp dây loa anh em nhìn này. Dây cũng là dây VIP luôn anh em nhé. Đấy, dây đi VIP đi kèm luôn. Công suất của loa thì như thế này, sẽ là 40W một chiếc và trở kháng 6 ohm. Một cặp thì sẽ là 80W và anh em hoàn toàn chơi tốt ở những phòng diện tích khoảng tầm như 40m2 trở về với những mã như thế này anh em nhá. Thụt hơi thì rất là to ở phía sau. Công suất con này thì là bao nhiêu? Công suất sẽ là 50W điện nguyên bản 100V anh em nhá. Hỗ trợ kẹp loa này. Rồi. Mỗi loa sẽ là 4 sợi dây anh em nhá. 4 dây luôn. Đấy, hai cặp dây với 4 sợi. Một cặp là sẽ là giải chép này và một cặp là giải bát riêng biệt. Optical in này. Đấy, phục vụ giải mã 24 bit kết nối thiết bị bên ngoài có đường AUX này. Kẹp antenna FM phụ nghe đài. FM bọn này chỉ đến 90 thôi anh em nhá. AM full giải. Còn đây cổng USB để kết nối máy tính nhận làm sao cạc giờ. Với chơi anh em. Full tất cả chức năng luôn. Và hiện tại bây giờ mình sẽ bao cho anh em với những máy cỏ. Ví dụ như cả mã bên này này, mình cũng chỉ bao cho anh em CD chạy tốt, kết nối điện thoại máy tính TV ok, thẻ nhớ SD chạy tốt. Còn mã bên này cũng vậy anh em nhá. CD mình sẽ bao cho anh em chạy tốt này. Đấy. Kết nối điện thoại máy tính TV ok, giải mã ok ở trên những mã này. Còn cassette với MD ở những con máy cỏ này thì anh em thông cảm, không có thời gian dọn đâu anh em. Không thời gian dọn. Và giá của một mã này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em giá là 1.500.000 cho mã này anh em nhá. Con này thì hình thức nó đây, như mình thấy này, nó bị hơi một vài vết xấu ở đây nên mình mới để rẻ. Còn con kia đẹp hơn thì nó sẽ là 1.600.000, con này sẽ là 1.500.000, mặc dù con này có giải mã quang luôn anh em nhá. Và lấy thử nhạc cho em nghe chất âm này. Đây. Đấy anh em thấy không? Đồ anh cực hay luôn. Chơi anh em, một mã dàn chất âm cực kỳ ok với cái mức giá thì siêu tốt luôn, 1.500.000 anh em nhá. Và video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em chọn được những món đồ ưng ý và mong là anh em sẽ luôn luôn ủng hộ kênh của Audio 89 để có thể phát triển hơn nữa, gửi đến anh em nhiều sản phẩm hơn nữa anh em nhá. Xin chào anh em.